Với một lượng đất pha cát khổng lồ có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Bởi vậy mà trên quốc lộ 279 nơi tôi đang đứng thì mỗi năm đường lại dịch chuyển khoảng 1 mét. Sau cơn bão số 3, chỉ riêng huyện Na Hàng rà soát đã có khoảng 19 điểm người dân đang sinh sống ở khu vực rất nguy hiểm. Có những điểm thì bà con sống tập trung hàng chục hộ dân. Hàng chục điểm ở thôn Bản Lằn phải cắm cảnh báo. Cả con đường cùng đất từ quả đồi đang tiến sát về phía ngôi nhà của ông Kinh và 24 hộ dân. Mặc dù có dấu hiệu sạt lở từ 2008, nhưng sau cơn bão số 3, nguy cơ sạt trượt đất đá ngày càng gia tăng. Hơn một tháng nay, ông chỉ dám về nhà vào ban ngày. Đến mưa thì có khi bỏ cả bữa cơm đi, chỉ bên kia suốt, đến ngày đêm cũng ở kia thôi. Không bao giờ lại dám ở đây. Chúng tôi cũng có cái hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm trong thời gian bà con di chuyển tạm thời, cũng như là các cái hỗ trợ khác, đồng thời là cũng tìm kiếm và tạo các cái quỹ đất. Rà soát tại khu vực miền núi phía Bắc cho thấy điều kiện địa hình, địa chất và đặc biệt phân bố dân cư tương tự như làng nổ, không phải là cá biệt mà ngược lại khá phổ biến. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện đã có khoảng 9.000 hộ đang sinh sống trong vùng nguy hiểm. Để ổn định dân cư, nhiều địa phương đã phải tham vấn các chuyên gia về mặt bằng nhằm hạn chế nguy cơ tạo ra khu vực sạt lở mới. Tái định cư với nhiều hình thức, tái định cư tập trung theo chòm xóm, tái định cư theo nhóm hộ, tái định cư phân tán. Nhưng mà tất cả những cái vị trí đó cần phải được đánh giá một cách chặt chẽ. Làm sao sắp tới chúng ta có dày hơn cái mật độ của những cái hệ thống quan trắc chúng ta đến từng những cái khu bản làng như thế này, giữa khoa học trong lĩnh vực phòng chống thiên tai kết hợp với những tri thức bản địa của bà con dân tộc. Hiện các hộ nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao cần phải di rời khẩn cấp sẽ được hỗ trợ làm nhà mới từ 60 đến 100 triệu đồng. Nhưng về lâu dài, việc quy hoạch hạn chế xây nhà ở lưng chừng núi, trồng rừng phủ kín đồi núi chọc, hình thành hệ thống cảnh báo mưa sạt lở chưa được quan tâm đúng mức, thì những con số khắc phục hậu quả sẽ còn lớn hơn rất nhiều.